Hi everybody, welcome to LBT Club. Let's learn English Headway Pre-Intermediate. Let's go! Hello everyone. Yeah, so now we continue our new headway pre-intermediate. Yeah, so now we continue. Ba, nâng ai dùng bắt đầu mình riêng bao dùng tiết nè. Nghĩa English headway pre-intermediate. Yeah, Jack ngày ní cứ dùng nơi ta bằng to unit unit one đã đài nè. Ba, to unit one đã đài. Ba, today we focus on page 13. Yeah, page 13. Yeah, chắc ngày nắng dương từ thùng bộ thì đọc bấy. Yeah, nè, nè, anh ta bọt ní, đại dương nì dê ông bí, audio script 1.9. Yeah, 1.9. Yeah, so in this video, I would like to translate the text of the audio for you. Yeah, but before I translate the text of the audio 1.9 for you, I would like you to listen the audio. Yeah, about the text. Yeah, TypeScript 1.9. Yeah. So what the audio script 1.9 talk about? Yeah, it's talk about the three types of friends. Yeah, the three types of friends. Và chẳng lẽ tôi nghe đấy, three types of friends. Yes. So as you can see, like this picture. Yes. Refer to the to Jess. Talk about the three. Talk about her three friends. Yeah, Jess. Yeah, here, Jess and three friends of her. Yes. Three friends of her. Yes. One, a forever friend. Yeah. Two, a new friend, and three, a united friends. So, who is a forever friend? Who is a new friend? And who is a reunited friend? Yes. So now, yeah, to more clearly about this, yeah, listen the audio and then translate with me. Yeah. So continue to listen to the audio together. Yeah. Please. One point nine. Jess's three friends. This is a very special photo for me. It's me with my three very best friends. Aren't they fabulous? Joe, on the right, is my oldest friend, my absolutely forever friend. We were both born in the same hospital on the same day, and Joe's mum and mine became good friends. So Joe and I played together a lot when we were little kids. And we went to the same schools. We had other friends, of course, but she is the one I can talk to about anything and everything. She was the wild one. I wasn't so much, but I loved her crazy clothes and the way she changed her hair colour every week. After school, I went to university in Newcastle, and she went to study fashion in London. There was no need to text and call daily, but we knew we were always there for each other. Good times and bad times. And of course, whenever we meet, it's the same as ever. I love Joe. Juki is a new friend. A very new friend. We joined the same advertising company on the same day, just a couple of months ago. But already I feel as if he's a best friend. He's a great guy, great fun, and very talented. Everyone loves Juki because he makes us laugh. He's going to go far, I'm sure. His mum and dad are from Barbados, but he was born here. He talks about holidays there. We're all saving like mad so we can go too. He says his grandparents would love us all. This picture shows the first time Joe met Juki. You can see how well they get on. Two crazy, fun, kind, clever people.
R, and then there's Raff, short for Rafferty. Red-haired Rafferty, we called him at school, but nobody calls him that now. Well, Raff. He's not a new friend. In fact, he was my first boyfriend when I was 14. We were really sweet together, so everyone said. But then his family moved to Dubai. His dad got a job there. We emailed for a bit, but then lost touch. Years later, I suddenly saw the name Rafferty Lucas on Facebook. It's an unusual name, so I friended him, saying, "Are you the Rafferty Lucas who went to blah, blah, blah?" And of course, he was. Joe was as surprised as I was. Anyway, he's now back in the UK, working near me. Isn't that amazing? He had a girlfriend when we first contacted, but... That's finished now. He's my friend reunited. And obviously it's different from when we were teenagers, but we still laugh at the same things. Who knows? Maybe we'll get back together. You can see why I love this picture so much. Yes, so now, after you listen to the audio, yes, so we continue to read and translate with me, yeah, everyone. So now, let's continue to read the audio text and translate. Yes, so now continue. Yeah, 1.9, just three friends. Yeah, just three friends. Ba. Chẳng lực rũ an mùi mùi hai bộ phai chú đẹp lọc như tầm đòn. Đồng bây ở căn tình dụl từ lưu ạc bọt nì. Nó, căn tình dụl. Ba. This is a very special photo for me. Yeah, ba. Ní cứ chưa rút thọt đó bị xe mùi xâm rạp. Xâm rạp nhầm. It's me with my three very best friends. We chia rút thọt bọc nhóm hay mật phẹt lỗ bay nẹ tiệt. And they're fabulous. Nah, buke men chi oh chan na te. Joe's on the right. Joe, phu nu khang sdam dai. Yeah. It's my oldest friend. My absolutely forever friend. Nah, kư chi mut dai skol mun ke bong oh. Nah, hai rư jeung anh dai ban tha chi mut yu ngwai, yu jeung ke, nah. Yeah, mut yu jeung ke. We were both born in the same hospital on the same day. Nè, bố dưỡng, bạn cáo nơi khăn ông mình tìm tại mùi, hai nơi thay tái, tại mùi. And Joe's mom and mine became good friends. Nè, mạng rồi bỏ mạng, mạng rồi bỏ chỗ hay nâng mạng rồi bỏ nhóm khai chi mất, mất on kìa. So Joe's and I played together a lot when we were a little kids and we went to the same schools. Ba Joe hay nung khnyom nung ban leng chmuoy khni chran na hai puok jeung ka pi na toch ban leng chmuoy khni chran ka pi jeung neu neu toch toch yeah hai puok jeung ban teu rian neu sala tae muoy yeah we had together friends of course yeah so continue next yeah We had other friends, of course, but she's the one. Yeah, she's the one I can talk to about anything and everything. Phụ dưỡng miên mật phẹt chỉ tra ơn ta bật tử. Bọn tay niếng cứ chia mật mà nét. Tại khi nhóm anh ở dưới rương ngồi vấy Práp niềng bàn. Práp niềng. Đại nhóm anh ở dưới Práp niềng. Yeah. She was the wise one. Nah, niêng cứ chia mình nút đai mình check it. Nah, niêng chia mình nút đai mình say check it. Nah, I wasn't so. Nah, nhom I wasn't so much. Mình là nhom mình say chia châu chặt màn tê. But I love her crazy clothes and the way she change her hair color every week. Bọn tay khá nhóm giả lành nờ xâm lưu ẩm vẹn ra bọn niêng bài kre xí á ná. Bạn bài kre xí á ná. Dạ. Mình hà bẹp chút chút. Dạ. Hơi rồi biếp nê ca bắt đầu một bùa sọ ra bọn niêng chi riêng rô sắp. Sắp bắt đà.
Yeah, chẳng cứ quật sờ lan nhàng lại nhàng đi, nè. Còn ta quật nó mật bọc quật nó cứ mình say chia chế cất tràn má này, nè. After school, I went to university in Newcastle, and she went to study fashion in London. ពេលរៀនចប់ពីសាលាពូខ្ញុំបានទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនៅឯ Newcastle ហើយនាងបានទៅរៀនផ្នែកម៉ូដនៅទីក្រុងឡុង. There was no need to take. Yes, can you? There was no need to take and call Delhi, but we knew we were always there for each other. Na pu yeung mun tamrau oy mien ka phnya sa rư ko call chi bacham te pontai pu yeung ban dang tha pu yeung taeng tae mien pe velia samrap khnia tu vinh tu mao. Yeah, good time and bad time. Na pe lo nang pe mun lo. Yeah, pe lo nang pe mun lo. And of course, whenever we meet, it the same as ever. Yeah, the same as ever. Nè, được xong rồi đó. Mình nói thế, chỉ cần biết rồi về đại dương chụp nía, vì hát đôi chia đôi xong rồi đòn chẳng. Nè, vì hát đôi chia đôi xong rồi đòn chẳng. Yeah, I love Joe. Nhóm sờ lánh cho chất Joe. Yeah, Donkey is a new friend. Đăng ký cứ chưa mất mật mây mũi. Yeah, a very new friend. Chưa mất mây chừng kế. Yeah, chưa mất mây chừng kế. We joined the same advertising company on the same day. Bùi dưỡng ban cho thuê ca nơi cồng hôn nọp sắp sắp phê chắc kém nơi ngay tái tại mùi. Chưa mùi khí niệm. Yeah, just a couple of months ago, but already I feel as if he a best friend. Tớp tai pi khai cần lòng phần tới thế. Né, phần tai bụi dưỡng bất chìa miền ả rộng thà. Phần tai khá nhùm bất chìa miền ả rộng thà. Quật nâng chìa mất đồ lõ. Đồ lõ mà nè. Né, quật nâng chìa mất đồ lõ mà nè. Yeah, he's a great guy. Yeah, great fun and continue. Yeah, he's a great guy, great fun and very talent. Got chia bộ rock dollar or group. Nah, chia menu đại cho chặt đi về lên sáng. Hỡi chia menu đại miên tép tép cơ sở. Yeah, everyone love Ducky because he make us laugh. Nè, nè rồi khi nãy sờ lạnh đằng khi bị pru tài quật nắng chê lên sai cục lọc lại nhé, thua ở sải chứ nè, mình là chê dây lên thua ở kế sải nhé. He's going to go far, em sure. Nhưng bà cà thà quật nắng nâng tới tới chắc ngày nè, nâng chạy trên tới chắc ngày. Yeah, his mom and dad are from Barbados. Nè, mà đai hay nâng pa rồi bà quật nâng cứ mò bì tì krong Barbados. Yeah, but he was born here. Bàn tay quật bàn cao nơi tì nì. Nè, he talk about holiday there. Nè, quật bàn này dây ông bì ở thang ngày lùng hai nơi tì nục. Nè, we are all sewing like mad, so we can go to. Nè, phụ dưỡng, bố cư phụ dưỡng bàn rẽ xa nơi ở nước sao rì tràn từ cuối đó nè. Và bàn rẽ xa nước sao rì rồi gọi dừng thạm bàn rẽ xa nơi quay quay tí, nơi tí nụ đôi chút cuốn nè, đôi chút cuốn mệt nè. Yeah, so we can go to, được chứ nè, dưỡng ai tới tí nụ bàn nè. Yeah, mệt nâng dưỡng ai prai thà chút rồi có ngốc ngô rồi có mình ai một lịch mà nó nè. Yeah, nâng dưỡng ai prai chứ các bạn ấy. We are all sell like mệt, so we can go to.
bên này tha dương ban rẽ xa nơi quay quay nơi tì nút đây mình ai bằng click ban nè đây mình ai bằng click ban nhé được nói dương ai nâng tới tí tì nút dạ ai tới tì nút he say his grandparents would love us all nè cột ban này dây tha ở ba mẹ ra bò cột nứng nè cột ban dây tha ba mẹ bò cột nứng cứ sánh phụ dương thì ngon nè nè sánh phụ dương thì ngon. Yeah, this picture show the first time Joe met Ducky. Yeah, rupee hiệp ní bằng hai tha bằng hai số tiền. This picture show the first time Joe met Ducky. Nah, rupee hiệp ní cứ bằng hai tha bằng hai tha Joe nấc ban chụp met Ducky nấc lượt đồng bộ. Nah, ban chụp Joe ban chụp đăng ký nâng lỡ đóm đồng bộ. You can see how well they get on. Né né ai mơ khơi hơi tha ta phụ kê nâng sớt nào lần kia dàng mạch. Yeah, two crazy, fun, kind, clever people. Né bố cứ pi né đôi chì chút rồi có đôi được cút nè liền sao nè cùng plain cùng block plain nhé hai pin nhận tiền nấng cứ được chia chặt lõ rồi có chặt lõ nấng nấng chặt nè chặt lõ nấng chặt nhé lại nấng như này thà pin nhé mới tới được cút nấng cua awesome nói nhé đó pin nhận tiền nấng cứ mới tới được chia chặt lõ nấng rồi có thà sập rõ lõ này nhé hai nấng chặt nhá, chẳng buồn nè nó cứ pin nè đôi chỉ cút rồi còn cút awesome nát hay pin nè tiếc nè, mưa tới đôi chỉ nước chặt lõ hay nắng làm nhá, đấy. And then there's rap, short for rap tea, nè, bắt đầu máu cứ miền rap, nè, short sẽ cắt máu pi pi. Rafferty, yeah. Say cắt màu bia Rafferty, red hair and Rafferty. Sorry, red hair Rafferty. Đại miền sọc cỏ hò mắng, cứ chua Rafferty. We call him at school, but nobody call him that now. Né, bây giờ ban hai quát nơi sờ là, còn tái miền là nam mũi hai quát. Nước tê lời này. Well, Ralph, he's not a new friend. Mẹn hỏi, Ralph nâng cư mình mẹn chìa mật mày thế. Yeah, in fact, he was my first boyfriend when I was 14. Và tam bất tử cốt cư chìa mật pro ti mùi rồi bọc nhóm nơi bê đại nhóm miên ảy dụng đọc bốn chân em. We were really sweet together, so everyone said. Nè, nét ngọt khi nãy ban dạy tha bụi trường nâng bật chia sweet cho mùi khi nãy là nè. Mình dạy tha ở phần hành cho mùi khi nãy là nè. Yeah. But then his family moved to Dubai. Phần tái, Cruzar bọc quốc nâng phát tìm nơi tới. Thì còn đủ Dubai. His dad got a new a job there. Pa ra bọc quốc nâng cứ miền càng nghe này tí nụ. Yeah. We email for a bit but then lost touch. Phụ dưỡng ban nhà xa ở kia tạch tụi đài, khá đài. Còn tái cõi mó có bắt tùm nợ tử. Yeah. Years later I suddenly saw the name Rafferty Lucas on Facebook. Chị tràn cho nam còn lo ngốc. Nhóm bạn khơi, nè, liềm nút nhóm bạn khơi chmua Rafferty Lucas nơi lơ Facebook. Yeah. Yes, it's an unusual name. So, my friend did him saying
Are you the Rafferty Lucas who went to? Yeah, who went to? Yeah. Bà, chẳng chẳng mình đi thế. Vì chỉ chmua thoa mà đà mùi. Sorry. Vì chỉ chmua mình thoa mà đà mùi. Yeah, đối chân này. Nhóm bàn rết tiệm quát. Nhóm bàn rết tiệm quát. Đau như vậy thế. Ta nè chi Rafferty Lucas đại ban trả trình nhé, đại ban tứ nè, ban tứ nó cứ quật trong xâm đại thà tứ ở Dubai chẳng vậy. Of course he was, yeah, and of course he was, bà mình nói thà tập vật tứ cứ chỉ quật mền, nè tập vật tứ cứ chỉ quật mền. Yes, can you? Joseph was as surprised me as I am. Tập vật tứ cứ cột mèn nè chỗ ban surprise đôi nhóm tài đôi nhóm tài nè ban surprise đôi nhóm nhóm tài nè mình đây thằng nắng mình đây thằng chỗ nắng có surprise đôi nhóm đôi nhóm tài vậy. Anyway he's now back in the UK. Tôi chỉ rằng nè ai lấy cột ban tập lọc một UK nó cứ United Kingdom, yeah, chắc phục ông, Anglia, yeah. Working near me, nè, thua ca chết, nè chết khi nhóm. Isn't that amazing? Vì mình mến chia rướng, ở cha tì. He had a girlfriend when we first contacted, but that's finished now. Quát miên mật sầy mà nè, nè bê đài bụi dương nâng chập ám, miền tầm này chấp đam ban tầm này tầm nào kia lớn lắm nằm bồn còn tại rừng núi cứ trở ban mình chọc rụi rồi lại. Yes, trở ban mình chọc rụi rồi lại mình đây thà phụ kế trở ban tách sạch kia ấy lên tầm này nào kia nè. Yeah, he's my friend reunited. Got chia mật chia mùi khi nhom làng mình nè mình đây thà he's got good to my friend, sorry, he's my friend reunited. Ba chẳng quạt nó cứ chi friend reunited. Yeah, reunited nó mình đây thà chụp chung kia vinh nhé nè. Yeah, trai kia vinh. Yeah, chụp chung kia vinh. Yeah, friend reunited nó mật phẹt đôi đào bình nhé, lại gì mật phẹt đôi đào bình. Yeah, and obviously it's difficult from when we were teenager. Và chuyện đàn tới vì tôi sẽ là bìa quấy đại dương bìa quấy đại dương bê đại dương nơi chia với chồng tùng. Nó mình lại thay vì khó xa lạc vì về đại dương nữ quý chồng tùng. Yeah, but we still love at the same things. Còn tại dương nơi tại sao đôi nia đôi ở vay vay vì môn chẳng nó còn tại dương nơi tại nhà nhâm sao rưu rê đôi nia ca vì môn chẳng. Who knows, nó là từ đẳng nên là tới đừng. Yeah, maybe we get back together. Rồi hai chia dương từng pin nè nắng tập lọc một trời rơi nhiệt đối nhiều đối môn về nhỉ. Yeah, mình này tập lọc mọi nơi chú mùi nhiều về nhỉ. Yeah, mọi nơi chú mùi nhiều về nhé nè. Yeah, together, nếu get back together. Yeah, you can see why I love this picture so much. Đôi chân nè, bạn khơi hỏi tha hẹt với bạn chị nhóm sở lãnh của phim này khăn mà lại. Yeah, so that's all everyone. Yeah, after you listen what I translate for you. Yeah, so do you understand everyone? Yeah, I hope all of you, yeah, understand, and you can watch this video translate again and again, and then you read the book. Yeah, read the book and try to translate, follow me. Yeah,
I hope all of you will understand about the text. Yes, thank you for this watching and the translate. Yes, the last, thanks for watching. And the last, please like on this video. And if you don't understand, and if you want to ask me about the phrase or the sentence in this text, you can comment. Yeah, can comment. Yeah, can comment. And if you are not yet subscribe, please subscribe for next video. Yeah, thank you for watching. Bye.